Chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại kênh Loa Hay TV. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ. Và anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Thì trong cái video này ngày hôm nay thì mình đi lấy một cái con âm ly tầm trung cho một cái bác ở trong Phủ Lý, Hà Nam. Đấy, tiện thể thì lấy cho bác cả một cái cuộn dây mà bữa trước mình quay video tại siêu thị của Nhật Bản, chính là cuộn dây này đây. Hôm nay thì mình sẽ đi lấy cho bác cuộn dây này và một cái con âm ly đàn ông tầm trung. Thì bác ấy ở Hà Nam, trước đây bác ấy đã mua một cái cặp loa và một con âm ly cỏ rồi. Bây giờ bác mua tiếp tục mua một cái con âm ly tầm trung này. Thì hôm nay mình đi lấy gửi về cho bác. Con này con sợi của hãng nha, đàn ông. Con này đang bán tại Nhật Bản với giá là 5.000 yên, nó khoảng 5.500 yên, nó khoảng 1 triệu, khoảng hơn 1 triệu tiền Việt. 10 mét anh em ạ. Dây cực kỳ đẹp luôn. Dây đã qua sử dụng anh em nhé. Qua sử dụng còn đẹp lắm. Đấy thì bây giờ lấy xong là mình sẽ về lấy một tiếp tục đi lấy một con âm ly cho bác nhé. Xong rồi về test thử một đoạn nhạc ở cuối video này. Đây thì bây giờ tiện thể quay cho anh em xem một số cái con âm ly nhé. Con âm ly và một số con đầu CD. Đấy, trước mắt quý anh chị các bạn, đây là một cái hệ thống siêu thị tại Nhật Bản. Đây là hệ thống H-Op bán tại giải khắp các đất nước Nhật Bản. Hàng vài nghìn cửa tiệm trên toàn đất nước Nhật Bản. Anh em nào mà lần đầu tiên qua Nhật Bản thì hãy nhớ cái tiệm H-Op này để đến tham quan và mua sắm. Thì tất cả các hệ thống siêu thị này là bán toàn những đồ đã qua sử dụng tại Nhật Bản. Còn những hàng thải loại thì người ta cũng bán tại đây. Sau một thời gian không bán nữa thì người ta đưa xuống bãi. Đấy thì đây là một cái kệ hàng siêu lướt này, hàng đẹp này. Đấy thì bây giờ quay cho anh em xem nhé. Hiện tại bây giờ đang có một cái con đàn ông, một con DCD, một CD rất là đẹp. Mặt vàng phay nhôm, vuông thành sắc cạnh. Con này con đàn ông DCD S10 CD2, S10 25 mã, S10 mắc đôi. Đấy, con này rất là đẹp luôn. Con này hiện tại đang bày bán tại siêu thị của Nhật Bản với giá 66.000 yên. Con này CD, DCD, bắt được, chạy được cả CD, chạy được cả DCD anh em nhé. Đấy, thông dụng. Con này hiện tại đang bán tại Nhật với giá 66.000 yên thì nó khoảng loanh quanh mười mấy triệu, 12 triệu, 13 triệu tiền Việt tại Nhật. Anh chị em nào quan tâm với sản phẩm đấy thì có thể nhắn tin qua Zalo nhé. Số điện thoại thì đang chạy trên màn hình kính chị các bạn. Để mình cân lại cái số cân để mình báo giá về Việt Nam cho. Báo giá tận sân luôn cho sướng. Hàng gửi máy bay về tận sân nhé. Đấy, thì hôm nay sẽ lấy cho một cái bác ở trong Hà Nam là cái con này này. Con âm ly tầm trung đàn ông 2000 AE. Con này thì đẹp như ngọc trinh luôn anh em, đẹp tuyệt vời luôn. Nặng như một chiếc cối đá luôn, hàng khủng anh em. Hiện tại đang bán tại Nhật với giá 77.000 yên. Đấy, con này thì hiện tại đang ghi là không có điều khiển anh em nhé. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. PMA 2000 AE. Thì lát nữa về mình sẽ test một cái đoạn nhạc tại cho một cái cặp loa mà lát nữa mình cũng lấy tiếp tại đây cho anh em xem, về test thử luôn xem như nào. Nhưng mà chắc là mình phải mang về phòng mình test. Bây giờ cứ mua thanh toán tiền tại đây, sau đó thì mang về phòng để test đoạn nhạc. Tiếp đến thì có con đầu cối Akai 635D. Một trong những con đầu cối mà một trong những năm trở lại đây rất nhiều anh em tìm kiếm. Nhưng mà con này hiện tại đang bán tại Nhật với giá cực kỳ đắt luôn anh em ạ. GX635D đang bán với giá 220.000 tiền yên, tiền Nhật. Nó rơi vào khoảng 40 mấy triệu anh em, 45 triệu. 44-45 triệu tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản mà đã có giá đấy này, anh em thấy khủng khiếp không? Mà tuy nhiên mà nó rất là đẹp anh em ạ. Đen bóng luôn. Cái điểm trừ duy nhất của con này là cái vành của cái này, đây anh em thấy này. Cái mạ của cái húp này là nó hơi bị rôm rôm rồi. Nhưng cái này thì khi mà mình cho đĩa vào rồi thì nó nằm bên trong.
mình cho đĩa và nằm bên trong không thấy được điểm trừ duy nhất thôi. Hiện tại nó bọc đi lông thứ bóng này, mình quan sát là nó như vậy. Còn tất cả thì chưa một tí vết nào anh em nhé. Hàng nguyên bản, chưa đụng chạm, chưa sửa chữa, hàng bày kệ tại siêu thị Nhật. Hiện tại đang bán với giá hơn 40 triệu. Một trong những giá như là cao ngất trời mây luôn anh em. Không hiểu tại sao nó bán cao thế mà cũng có lý do của nó anh em. Vì nó quá đẹp. Đây là mặt sau của nó này. Đấy. Con này thì được bảo hành của Nhật anh em nhé. Đầu cối 635D thì bây giờ trở lại một trong vài năm trở lại đây thì nó thuộc hàng hiếm anh em ạ. Nói chung là hàng hiếm ấy. Hàng sưu tầm. Thế nên tại thị trường Nhật bây giờ nó bán cũng cực kỳ cao luôn. Hiện tại bây giờ tại Nhật là 44 triệu nha. 44, 45 triệu thì anh em nào quan tâm thì số điện thoại đang chạy trên màn hình kính chị các bạn ấy. Không quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, chụp ảnh nhắn tin qua Zalo là mình sẽ báo giá về Việt Nam cho, đi máy bay về cho. Con này thì khẳng định là mình mua hộ thôi, chứ còn thì giờ ôm con này về thì cao tiền lắm. Đấy. Đấy thì cái con này thì bây giờ mình sẽ lấy con này, lấy con này về xong là test một đoạn nhạc, xong đó sẽ gửi cho một cái bác ở trong Hà Nam. Đấy thì đây là mình vừa thanh toán tiền xong rồi. Đấy thì anh em thấy là tất cả các hàng siêu thị tại Nhật Bản đều có tem, có giấy bảo hành anh em nhé. Đây cái giấy bảo hành này. Đấy, bảo hành của tiệm H-Up này. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy con này đi xong là mình đi kiếm thêm xem là quay thêm mà trong đây nó còn cái gì nữa không. Quay nốt cho anh em xem. Xong anh em nào mà thấy hay thì anh em có thể chụp ảnh lại màn hình cho là mua nhé. Số điện thoại thì đang chạy trên mình, quý chị các bạn, anh chị em nào mà ok thì là mua thôi, rất là đơn giản gọn nhẹ. Bây giờ mua hàng thì thanh toán tại Việt Nam, mình có số tài khoản tại Việt Nam. Đấy thì bây giờ mình đi tiếp, nhưng mà anh em nào mua thì chuyển khoản tại Việt Nam thôi. Bác nào mà mới mua lần đầu còn e dè còn lo sợ thì đặt cọc một nửa, còn bác nào mà thường thường bác quen là như bác này bác quen cái âm ly bác chuyển một phát luôn, hết tiền luôn. Xong rồi đi máy bay về nhà thì tầm 15 đến 17 ngày thì nhận được hàng. Thì bây giờ mình đi lòng vòng tiếp ở trong đây xem còn cái gì không thì quay tiếp cho anh em xem. Để tiện biết đâu anh em chốt luôn thì hay. Đấy thì bây giờ cũng là một cái quầy chuyên bán đồ gia dụng trong gia đình. Theo quan sát của mình thì rất nhiều các hàng như là nồi cơm điện, máy pha cà phê, lò vi sóng. Đấy, cả bóng đèn điện cũng có hết. Tất tần tật luôn, không thiếu cái gì cả. Thượng vàng hạ cám anh em ạ. Nhật Bản là một quốc gia rất phát triển về ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ nên là những cái đồ dùng người ta làm từ bao nhiêu năm trước, hàng trăm năm trước người ta đã sản xuất được ra rồi. Đồ dùng rất là yên tâm. Đấy, tuy nhiên một vài năm trở lại đây thì người ta sản xuất tại nước thứ ba cũng nhiều anh em. Đa số là Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. Kiếm được con hàng Nhật thì bây giờ giá nó cao lắm. Thì bây giờ hiện tại đây này. Hiện tại mình đang quan sát ở đây là có một cái con, có mấy cái con này như là hàng Nhật xịn ấy. Thì bây giờ mình quay cho anh em xem nhé, anh em thấy ưng thì là chốt thôi. Đây, con này con bình đun nước nóng Panasonic, máy pha cà phê này. Đấy. À, đây là con này là con đúng rồi, bình đun bình thủy anh em, bình đun nước nóng. Đấy, quay luôn cho anh em xem nó độ đẹp của nó như nào nhá, giá cả của nó như nào. Đấy, con này thì thiết kế rất là đẹp luôn. Con này bình thủy, con này là bình. Đúng rồi. Đấy, con này là bình nước nóng hiệu Tiger. Dung lượng là 3 lít anh em, chứa được 3 lít nước. Cắm điện 110 là chắc chắn rồi, 110. Con này có cái hay là nó xoay 360 độ được anh em nhé. Dưới đế là một cái đế vững, xoay 360 độ được. Bây giờ mình sẽ cùng anh em quan sát xem là nó gồm những cái gì. Đây là cái này, là cái nắp này, có nút khóa trẻ em này. Nút khóa mỗi lần mình cho nước vào đấy, mở lên. Wow, con này đẹp cực kỳ luôn anh em. Con này hình như là chưa sử dụng anh em. Con này nó còn chưa sử dụng, chắc chắn là chưa sử dụng rồi. Đẹp cực kỳ luôn. Con này mà anh em nào mà bố mẹ anh em mà hay uống cà phê hay uống trà đấy thì có thể mua sắm để tặng ông bà. Con này sẽ có màn hình điện tử để thể hiện nhiệt độ nước từ 70 đến 98 độ C. Đấy,
thì cách mình cho nước ra thì nhấn đây thôi, nhấn đây là nước nó tự bơm ra, rất là tuyệt vời. Đấy, đặc biệt con này xem nó sản xuất tại đâu này. Con này là Tiger 3 lít này. Sản xuất tại đâu mới là quan trọng. Đây xem nào. Wow, toàn chữ Nhật thôi anh em ạ. Con này xem nào. Con này chưa qua sử dụng anh em ạ. Con này tuyệt vời để sưu tầm luôn. Wow, năm 2017 con này chưa qua sử dụng anh em ạ. Con này sản xuất tại Nhật bản luôn này, tuyệt vời. Đấy, sản xuất tại Nhật luôn. Con này giá về là tận sân là 3 triệu anh em nhé. 3 triệu cho một siêu phẩm luôn. Hàng này hàng sản xuất tại Nhật thì vô cùng hiếm luôn anh em ạ. Hàng cực kỳ chất lượng, lưu lượng là 3 lít nước. Khi mà mùa đông anh em mới thấy được cái giá trị của con này. Bây giờ mùa hè thì tiện đây thì mình gặp mình quay thôi. Giá về tận sân 3 triệu anh em nào quan tâm thì nhắn tin nhá. Chụp ảnh nhắn tin xem là còn không. Đấy, dung lượng là 3 lít. Lấy nước nóng thì luôn luôn 24/7 luôn. Tuyệt vời. Bác nào uống trà với hay uống cà phê thì đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời để trưng bày trong nhà bếp hoặc phòng khách cũng tuyệt vời luôn. Đấy, ngoài ra thì có rất là nhiều các đồ gia dụng khác nhau, nhưng bây giờ mình sẽ gặp cái món nào mà mình hợp nhãn ấy, thì mình quay cho anh em xem. Những cái món nào độc đáo thì đẹp quay thôi, như kiểu cái bình thủy vừa nãy đấy, sản xuất tại Nhật thì mình quay. Bây giờ lại trở lại cái hàng loa đi. Hàng loa thì bây giờ mình sẽ đẩy cái con xe này nhá, đẩy con xe này ra cái đấy, cái con âm Dolly này để ra cái con xe của mình, xong là mình sẽ cho hàng về xong là cửa hàng cho hàng về cái tiệm nhà của mình đấy, xong test cho anh em một đoạn nhạc để anh chị cùng xem. Và bây giờ xin mời anh chị ra xe của mình nhá, đi ra xe, tín ra xe luôn. Âm Ly thì vừa thanh toán tiền xong rồi và đi ra xe, xong là mình xếp hàng lên xe chạy về test cho anh em một đoạn nhạc luôn để anh em đánh giá chất lượng của cái con Âm Ly này. Đấy thì hàng ngày hàng tuần mình vẫn lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ này, đi khắp Nhật Bản luôn anh em ạ. Từ Nagoya, từ Osaka đến Tokyo, lên Hokkaido. Bây giờ hiện tại ở Nhật Bản nó cũng đang rất là mùa hè, đang rất là nắng, mà được cái nó có gió anh em ạ, gió nó rất là mát. Có nắng, có gió nhưng rất là mát. Đây là con xe cỏ của mình, chuyên chạy loanh quanh các vùng lân cận Tokyo. Còn khi nào mà đi xa thì mình đi xe tải. Đấy, thì đây là con loa vừa mình cũng bốc lên xong này. Con loa này nào mình sẽ lấy con này ghép lên một con đồ cối để quay cho anh em xem. Hôm nay mình quay qua cho anh em xem nào. Vừa bốc xong siêu thị ra xong. Con này con Pioneer Air 700 anh em ạ. Đấy. Con Pioneer CSE 700. Con này là dòng loa cổ anh em nhé, loa cổ, loa này nghe bolero là nhạc ngày xưa, hoặc là nghe những băng nhạc của thời trước năm 75 nghe rất là hợp luôn. Con này thì màng da bò anh em nhé, rất là tuyệt vời. Gân của nó thì gân vải rồi, yên tâm. À, nguyên bản, nguyên chất lượng. Con này thì mình chưa báo giá anh em được nhé, tại vì là chưa biết nó bao nhiêu kg ấy. Hiện tại mình lấy con này về là để chơi trong phòng thôi. Thế nào mà kiếm được con đồ cối nữa thì mình sẽ chào thế một cụ. Đấy, hiện tại thì quay cho anh em xem thôi. Con này cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Gỗ thì gỗ, gỗ thịt luôn, đằng trước phía sau này. Quay cho anh em xem. Lát nữa mình sẽ test luôn cái con Âm Ly kia nhé, để anh em xem nhé, để cùng đánh giá chất lượng. Trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một sờ anh em ạ. Đây là mặt sau của nó anh em thấy không? Rất là nhiều tinh chỉnh luôn. Rất là nhiều cầu nối ghép. Anh em thích nghe cái trường phái, trường âm nào thì anh em có thể tự đấu nối. Hạt gai con loa này rất là đáng để sưu tầm luôn. Thôi thì bây giờ thì mình sẽ quay quang cảnh như đây cho anh em xem, sau đó mình lên xe nhé, lên xe về cái cửa hàng của mình, về cái nơi phòng của mình để mình quay. Đấy, đây là hệ thống hát ọp trải dài trên khắp đất nước Nhật Bản. Anh chị em là lần đầu tiên qua Nhật thì hãy chụp lại cái màn hình này để qua Nhật thì mình tìm các tiệm này để mình xem đến. Đấy, đây là cái tiệm ăn nhanh nổi tiếng trên thế giới rồi.
Thì bây giờ xin mời chú anh chị các bạn lên xe để về cái phòng của mình để mình test cái cặp loa này nhé. Đấy, thì bây giờ về cái phòng của mình rồi thì cái con âm ly này vừa nãy này. Đấy, âm ly loa là mình đã bê lên đây rồi, kê kích xong đâu đấy rồi thì bây giờ sẽ test một đoạn nhạc để quý anh chị cùng theo dõi và đánh giá chất lượng. Theo mình thì mình thấy nó rất là căng luôn, căng đét luôn anh em, cực kỳ hay luôn. Nghe bên ngoài cực kỳ chất luôn. Bây giờ quay qua cái điện thoại này thì anh em cũng thể cảm nhận được phần nào thôi. Đấy, bây giờ mình không để mất thời gian của quý anh chị các bạn, đồng thời thì cái video này mình cũng xin kết thúc tại đây nhé. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip kế tiếp. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ xin quý vị và các bạn cùng thưởng thức một đoạn nhạc không lời. Mình lấy từ trên YouTube luôn, từ trên điện thoại xuống luôn. Vâng, xin kính mời quý anh chị các bạn cùng thưởng thức. Vâng, clip này mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.